Ghê vậy. Nửa rất to. Ông thiệt quá. Chưa 12 đâu. Em nói, không cười người ta nói gì nữa. Tao giam giác đây. Giờ thì mưa to rồi. Nhìn thấy. Ôi, bạn có xe măng thôi. Quá là hợp. Rốt hợp bao xe măng quá. Đưa này phước ba xe măng này thì ra cơ dư. Đưa này phước ba xe măng thường dư. Đưa phước ba xe măng dư. Đã hết rồi. Đưa không được đâu. Nam, đưa thì cũng đau được nào thì không lẹ thì cậu này. Nhà nào cũng bị như vậy. Nhà này cũng vậy này. Ấy hết cái tôn rồi. Nhà bà mình cũng vậy này. Đây là nhà hàng xóm cũng vậy này. Nhà này mới làm. Sao ghê vậy? Nó lại nó đi bên đấy. Rồi nhà này mới làm nè, như thế này này. Nhà này mới chưa được một tháng luôn này. Mới làm xong luôn. Bao lúa trong nhà là đúng luôn á. Vừa ướt hết rồi. Đấy, nhà nào cũng hư nha. Đấy. Từ mấy tới giờ nhà bị hư không ạ? Thấy tội chưa?
Những cái tôn nó tới đây luôn. Tội vai. Những cái tôn này. Tội nghiệp ghê. Ai không đạt mà không đạt phần phải xin đạt rồi đạt cái gì ôi tự nhiên lại đẻ cái đấy lại phiền ngàn rồi lên đây là cái bao số bao vui. Đây này mấy người này không có nhà ở đây, để ở ngoài không có nhà. Nhìn mấy cái nhà kìa, tội nghiệp ghê luôn. Đấy, nhà nào cũng vậy luôn. Tội nghiệp nhất là cái nhà này này. Nhìn cái tôn từ bên kia mà bay tới bên này. Đó, ghê chưa? Tội nghiệp chưa? Nên người ta biết bao nhiêu mà nhà hư như thế này, mượn người ta biết bao nhiêu nhà cũng bị hư như thế này, tội nghiệp ghê luôn ấy. Ây da, chà. Ôi, không có nhà ở rồi. Ở mày kia xác bên thật hứ. Hay ba sợ lại mình làm một lần đấy. Là trời ơi, nhà đậu răng đậu hoa giấy như thế kia mà nó vẫn ấy. Nhìn răng lên này, giấy như thế này rồi không, vẫn không xin như. Ồ oh. Nhà kia cũng vậy kìa. Nhà kia cũng vậy kìa. Đó, nhà này cũng bị này, nhà này cũng bị này. Đó. Đó. Nhà này bị nhất luôn, nhà kia cũng bị, nhà này cũng bị luôn, nhà xây kia cũng bị luôn. Thôi, thế này chết người rồi. Thôi, ở nhà thôi, lạnh lắm. Cửa cũng hư rồi này. Còn chỗ nào mở. Cái chè đi. Những cái này thế này sao mà sống được. Cái này này xi măng biết bao nhiêu bao trong kia vứt hết rồi. Còn đâu mà làm ăn nữa. Nhìn cái nhà bếp đây này. Không còn cái gì luôn. Nắp bếp. Nắp nhà, cái tôn đằng sau kìa. Nghiệp luôn. Ha ha, trong cái phơi anh cả nhà răm này mình nói nhiều lâu khi cả nhà răm phơi này ta sàn tạ này cái khi đã. Phải xin được tên luôn. Cái điện. Cả bảo lộc sọc. Mình con anh chưa khô rồi một này.
Bọn sọ mà tao thú sọ ơi. Lạp luôn lấy giùm mấy nó tính là phải đã bị hư hết rồi. Không chỉ riêng cánh nhà này đâu nha. Nhà này nhà nào cũng vậy hết. Như thế này sao nhỉ? Ơ đạt. Mì cút xa khờ. Mì hò. Mì hò. Thên mà đâu mì lại. Lớt thay ra bụa được. Nhà đâu mà ở nữa thế này trời ơi. Sao ở được. Đẹp lắm rồi. Nhà nào cũng vậy hết ạ. Chúc từ thật. Nhà nào này, nhà ai cũng vậy này. Thấy chỗ kỳ gồm chưa. Mở thế. Trời sắp mưa luôn. Đúng rồi, băng thì phải vang thì là sắp nhìn bốn này đi rồi. Thà bốn. Vào. Trời ơi, mưa tới lại mưa.